Hôm nay mình sẽ xem cái phần mà mastopexy ha. Cái hình này á mình sẽ làm mờ, tại vì cái này đưa lên YouTube nhiều khi nó nói mình đưa hình tầm bậy á. Thì mastopexy là gì các bạn? Mình sẽ copy cái từ mastopexy này ha, mình dán lên trên Google coi định nghĩa là gì nha. Rồi, mastopexy là medical name for rest lift, tức là rest là ngực ha các bạn, lift là nâng, nâng ngực. Nâng ngực này nó khác với cái nâng ngực bình thường các bạn nghe. Ví dụ như các bạn gõ trên Google nâng ngực đi, thì cái đó đó là ngực nhỏ, người ta làm cho ngực to. Thì cái đó đó người ta nói là nâng ngực, nhưng thật ra nó không phải. Cái đó là làm cho ngực to bằng túi độn. Thì tên tiếng Anh của nó là breast augmentation. Còn cái mastopexy này thật sự mới là nâng ngực. Nâng ngực dành cho những trường hợp mà cái ngực nó bị sệ á các bạn. Ngực nó sệ xuống thì mình nâng ngực là cái này trở về cái vị trí ban đầu, ta gọi là mastopexy. Thì nè, mình sẽ nâng ha, raise your breast nè, và có thể là reshape luôn, tức là làm lại cái hình dạng nó reshape, tức là re là trở lại, shape là hình dạng, nó làm cho hình dạng nó trở lại như ban đầu. Thì có thể làm cho cái ngực nó chắc hơn, firmer và rounder look, tức là nhìn nó tròn hơn. Cắt bỏ da thừa nha, extra skin nè, remove, loại bỏ da thừa. Và giảm cái size of areola là làm giảm cái quầng vú luôn, giảm cái kích cỡ của cái quầng vú luôn ha. Cái này nâng ngực là vậy nha các bạn. Nó khác với một từ nữa là thu nhỏ ngực nha. Thì để mà mình đưa ra một cái hướng điều trị cho những cái trường hợp mà ngực sệ, ngực xa trễ á, thì mình phải biết phân độ. Cái bài này rất là dài nha, rất là dài, nhưng mà mình cần nắm những cái ý sau đây nè. Cái này là gọi là gì ta, tinh túy lắm á, mình mới tiết lộ cho các bạn á nha. Chứ cái này ta giấu nghề lắm, không chỉ đâu. Mình phải học, đi học đóng tiền học dữ lắm ta mới dạy á. Thì mình sẽ phải phân độ của bệnh nhân thì mình mới biết được cái hướng điều trị. Phân độ á thì mình phải kết hợp hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái đánh giá cái vị trí của phức hợp quầng nấm vú là NAC nè. Nipple areola complex là phức hợp quầng nấm vú. Rồi cái vị trí của cái đó so với lại cái hình dáng của cái ngực là một cái ha. Cái thứ hai là cái vị trí của cái nấm vú so với cái đường chân ngực là nipple nè, so với cái inframammary foci. Bây giờ phân tích cái trường hợp nhất, mình xem cái ngực bệnh nhân nè, mình sẽ chụp cái hình nghiêng nha để đánh giá cái độ mà 1 2 3 đó thì mình sẽ chụp hình nghiêng. Còn mà đánh giá cái độ mà A B C á, thì mình sẽ chụp cái hình thẳng. Sau đó mình sẽ kết hợp hai cái này lại, mình sẽ xếp cho nó là 1A hay là 1B hay là 1C hay là 2A, 2B, 2C, thì từ đó mình mới có cái cách điều trị. Thì đầu tiên á, mình nếu mà cái ngực của bệnh nhân á, nó sẽ có hình hình cong như thế này ha. Và cái vị trí mà nó nhô cao nhất mà cái nấm vú mà nó nằm trùng với cái vị trí cao nhất đó đó. Nè, đúng không nè, cái hình nó nhô ra nè, nó nhô ra phía trước nè. Mà nhô chỗ nào mà nhiều nhất mà cái nấm vú của mình á, nấm vú của bệnh nhân á mà nó trùng với cái vị trí cao nhất đó thì mình đánh là độ 1. À, độ 1 ha, nipple at the most projecting points of the rest đó. Còn nếu như cái nấm vú này nè mà nó nằm ở cái vị trí mà thấp nhất của cái cực dưới luôn, cái viền đường viền của ngực á là nipple at the lower rest contour. Contour là đường viền á, thì cái đó là độ 3. Ha, thành độ 3 đó các bạn thấy không? Nè, cái đường viền nè, mình vẽ một cái đường cong nè, đường viền nè, nè cái đường viền ngay đây nè, mà cái vị trí này nó nằm ngang cái đường viền này nè, viền thấp nhất thì đó là độ 3. Còn lại là độ 2, tức là nó nằm giữa cái điểm nhô cao, điểm nhô nhô nhất và cái điểm dưới nhất của ngực. Nè các bạn thấy không? Nè, cái điểm này là điểm dưới nhất đúng không? Cái này là điểm cao nhất nè, nó nằm giữa giữa đây thì là độ 2. Rồi. Giờ mình sẽ phân được độ 1, độ 2, độ 3. Rồi tiếp theo mình sẽ chụp cái hình ngang để mình đánh giá cái vị trí của cái nipple so với cái đường nếp dạ vú hay là cái điểm đường chân ngực inframammary foci. Thì nếu như cái nấm vú mà nó nằm ở phía trên cái đường chân ngực á thì nó là rad a ở độ a. Còn nếu như nó nằm ngay cái đường chân ngực á thì mình sẽ phân cái độ b, và nếu như nó nằm dưới cái đường chân ngực thì mình sẽ phân cái độ c. Ví dụ như bệnh nhân này, mình thấy không, hai cái ngực bên đây nó nhỏ, ngực này nó bự, hai cái khác nhau ha. Đây là mình đó, đây là cái những trường hợp mà bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ phải làm nè, làm cho nó trở về cái hình dạng mà nó đẹp hơn, nó cân xứng hơn. Thì bây giờ thì mình nhìn cái độ này á, đánh giá độ A, độ B hay là độ C á,
thì nó là độ C. Tại vì mình vẽ cái đường, cái nếp vú của bệnh nhân, cái đường chân ngực nó sẽ nằm ở đây nè các bạn. Nằm ngay đây nè, mình dở cái ngực lên mới thấy. Khi mà mình dở ngực lên hết á, mình mới thấy được cái đường nếp lằn vú của người ta. Thì mình phải vẽ hai cái nếp lằn vú đó, vẽ một cái đường ngang. Vẽ một cái đường ngang như vậy thì cái nấm vú các bạn thấy không, nó nằm dưới cái đường này nè, dưới cái đường chân ngực rồi, thì nó là độ C rồi. À, độ C nè, rát C nè, dưới nè. Còn nếu mà cái đường chân, cái nấm vú mà nó nằm ngay cái đường chân ngực này nè thì nó là độ B, còn nằm trên là độ A. Rồi độ sau đó mình phân độ ha, thì cách xử lý mình sẽ nói cái video sau. Bây giờ cái video này thì chủ yếu là mình phân theo vậy thôi.